Trong lịch sử Việt Nam, vị tướng Trần Quốc Tuấn hay còn gọi bằng một cái tên khác là vị tướng Trần Hưng Đạo là một vị tướng tài năng của dân tộc. Ông đã dành hết sức mình để cống hiến cho đất nước, thương dân, thương quân, luôn nghĩ tới lợi ích cho dân và ông còn là một vị tướng cột đá chống trời. Hiện nay, để tưởng nhớ công ơn của ông đã có nhiều người thỉnh tượng của ông về nhà. Về mặt ý nghĩa phong thủy thì gia chủ thỉnh tượng Trần Quốc Tuấn về sẽ giúp xua đuổi những điều không may mắn và mang lại thị vượng. Bức tượng Trần Quốc Tuấn được đúc bằng đồng nguyên chất và được người nghệ nhân đúc tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt của ông. Ông mặc bộ quần áo tướng, ông khoác chiếc áo choàng đằng sau. Một tay ông cầm cuốn thư, tay còn lại là ông đặt tay trên kiếm. Tư thế của ông thể hiện được thần thái oai phong lẫm liệt của ông. Ngoài ra bức tượng của ông còn được người nghệ nhân khảm tam khí càng làm tăng giá trị của bức tượng. Bức tượng có những màu sắc của đồng vàng, đồng đỏ, bạc. Những màu sắc này làm cho bức tượng được chân thật hơn. Những bức tượng đồng của Royal Thiên Phúc luôn là những bức tượng được chế tác độc quyền bởi người nghệ nhân. Ở Thiên Phúc tiếp truyền thống kết tinh hoa.